Rồi, Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi. Để là chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai nha anh em. Thì mình làm video ở ấp Thành Thuận, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha anh em. Nay chủ bán một cặp nghé nha anh em, một con đực, một con cá gái. Mình nghỉ dịch gần một tháng rồi anh em, hơn tháng rồi, tình hình dịch bệnh mình không có đi quay bò được, thì hôm nay bắt đầu mình làm lại quay bò nha anh em. Đó, anh em nào có cần quay bò, vô tin bò thì liên hệ số điện thoại của mình nha. Đó, rồi mình quay chi tiết một cặp nhé, một cái một 3B được. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, gặp anh Lợi nha. Đó, mình quay con và con mẹ luôn nha. Đây là rồi, mời các anh em cùng theo dõi hết cái video nha. Đây, hai con 3B nha anh em, một con cái một con đực, đồng trạng là 4 tháng lên nha anh em. Con 3B cái là mũi tiêu, B đực là B đen nha. Rồi, con này cũng mốt lẻ nha anh em, rất là cao bò nha, chân rất là to, bóng sò đầu đây, đầu rất là đẹp, hình rất cũng đẹp luôn nha. À, chi tiết cho các em cùng xem. Anh em mà muốn xem bò thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Lợi nha. Đây, 3B muối tiêu đây cũng rất là to, chân rất là to nha anh em. Mình quay con trước rồi sẽ quay con mẹ cho anh em cùng xem luôn nha. Đây con mẹ của muối tiêu đây, rất là to nha. Rồi thì lại kêu 3B đực 4 tháng con mít mốt lẻ này là 23 triệu nha anh em. Đó, rồi con 3B muối tiêu rất là cao bò nha anh em, mít mốt lẻ ngang ngửa nha anh em. Đó, rất là cao luôn, chung là bò đồng trạng 4 tháng, chân rất là to, móng sò luôn. Dàn lưng đây, con cái này rất là đẹp nha anh em, thẳng vân sấy đây. Đó, thì con 3B muối tiêu này cầm mết mốt lẻ 4 tháng lại kêu là 19 triệu nha anh em. Đó, thì giá này vẫn còn thương lượng tiền xe cho các anh em nha. Anh em nào cần liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Lợi, Thành Trung, Bình Tân, Vĩnh Long. Đây thì con mẹ của 3B muối tiêu đây. Đó, mới phối luôn nha anh em. Thì mới vừa cai sữa hai con này, mới vừa tách hết nha anh em. Đây con mẹ con xin, con xin con 3B được đó nha anh em. Đó, đó mẹ con nha anh em. Thì lại kêu bán con nghé, hai con nghé mới vừa cai sữa luôn nha anh em. Rồi anh em nào muốn mua, muốn xem bò thực tế thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Lợi ở Thành Trung, Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi anh em nào có bò muốn quay bán, giao tin bò, liên hệ số điện thoại của mình là 0979 651 243, gặp trực tiếp mình trao đổi nha anh em. Rồi thì video mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.